Một mùa xuân mới lại về, đi trên những tuyến đường được thảm nhựa xuyên rừng vượt suối, nối liền giữa các trung tâm đô thị đến các bản làng vùng cao. Những cánh hoa đào hoa mơ nở rộ bên đường như đánh dấu một năm phát triển mạnh mẽ và vững chắc của ngành giao thông vận tải Tuyên Quang. Mở ra trước mắt một chặng đường mới với những thời cơ thuận lợi và cả những thách thức. Song bằng tất cả khát vọng vươn lên xây dựng quê hương cách mạng ngày càng giàu đẹp, trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc. Trong năm qua, Tuyên Quang đã triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo và mở rộng nhiều tuyến đường giao thông quan trọng theo hướng đồng bộ, kết nối liên vùng nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Có thể nói điểm nhấn khi nói đến phát triển hệ thống giao thông, không thể không nhắc đến việc khởi công xây dựng tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đây là con đường mơ ước, bắt đầu được hình thành sau nhiều năm nỗ lực của lãnh đạo tỉnh, làm việc với các bộ ngành trung ương và được chính phủ nhất trí chủ trương xây dựng. Ngày động thổ xây dựng công trình, Tuyên Quang vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ, nay là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ ngành trung ương về dự. Điều này càng cho thấy vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của con đường mơ ước này đối với sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới. Có đường cao tốc sẽ rút ngắn khoảng cách và thời gian từ Tuyên Quang về Hà Nội, trung tâm kinh tế của cả nước. Từ đây sẽ kết nối với nhiều tỉnh thành phố trong nước, tạo động lực thu hút các nhà đầu tư đến với Tuyên Quang. Trong điều kiện gặp không ít khó khăn thách thức do tác động của dịch bệnh COVID-19, nhưng với ý chí vươn lên, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã vận dụng linh hoạt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tranh thủ thời cơ để thu hút các dự án đầu tư, huy động mọi nguồn lực cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của nhân dân để đầu tư xây dựng, mở mới các tuyến đường giao thông đến các bản làng vùng sâu, vùng xa, phá vỡ những rào cản thiên nhiên đã hàng nghìn năm ngăn cách, kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo nên một kỳ tích. 100% số xã, thị trấn và các thôn bản trong tỉnh có đường ô tô đến trung tâm. Vui mừng và phấn khởi, đó là tâm trạng chung của người dân các xã nằm dọc trên tuyến đường từ thị trấn Na Hang nối đến huyện Bắc Mê của tỉnh Hà Giang, khi mà dự án mở mới nâng cấp tuyến đường 279-280 được cải tạo nâng cấp. Thượng Nông cũng như nhiều xã khác của huyện Na Hang gặp rất nhiều khó khăn về đường giao thông đi lại bởi địa hình đồi núi cao bị chia cắt bởi nhiều sông suối. Vì vậy, đời sống kinh tế xã hội của người dân bị ảnh hưởng lớn. Từ nguồn vốn ngân sách trung ương, dự án đầu tư xây dựng đường thảm nhựa áp phan đi qua trung tâm các xã được triển khai thực hiện. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, sẽ hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn từ huyện đến trung tâm các xã, tạo điều kiện nâng cao dân trí, phát triển sản xuất, giao thương hàng hóa trong khu vực. Đảng nhà nước quan tâm đến thì bây giờ mới thấy con đường rất đẹp về đến bản làng. Nhờ được con đường này tốt như thế này thì bà con đi lại tốt, giao lưu hàng hóa rồi thì cho các cháu đi lại học hành nó tốt. Những tuyến đường giao thông vượt qua núi cao, sông sâu này chứa đựng biết bao mồ hôi, công sức và ẩn chứa bên trong là khát vọng đổi đời của nhân dân các dân tộc Tuyên Quang. Những tuyến đường là mạch máu giao thông hoạt động không ngừng, chấp cánh cho sự phát triển của đất nước và mỗi địa phương. Mỗi tuyến đường vươn đến mỗi vùng quê sẽ kéo theo đấy là sự mở mang về kinh tế, dân trí, góp phần quan trọng làm thay đổi đời sống của người dân nơi đây. Có lẽ phải là những người dân miền núi, bao năm chịu nặng đôi vai gùi gánh, đi trên những con đường mòn gập ghềnh, trèo đèo, lội suối, mới thấy hết niềm hạnh phúc
khi thảnh thơi đi trên những con đường ô tô thênh thang đến tận ruộng lúa hay vườn cây. Khi có con đường, cái bộ mặt nông thôn là thay đổi hẳn. Nhân dân bà con là cái mức độ thu nhập là tăng lên rất nhiều. Đấy, và thuận lợi cho việc mà giao lưu hàng hóa cũng như là việc học tập của các cháu. Tuyên Quang là một tỉnh miền núi, địa hình bị chia cắt lớn bởi hệ thống sông suối dày đặc, núi đồi trùng điệp. Sự chia cắt này là những rào cản thiên nhiên kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chính vì vậy, việc hoàn thành quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, cùng với đó đã chủ động phối hợp lập quy hoạch tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trở thành nhiệm vụ chiến lược cho sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh, góp phần phá vỡ những rào cản, xích lại những khoảng cách, đem ánh sáng văn minh, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, sự phồn thịnh của kinh tế đến mọi miền quê, nhất là những bản làng ở vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh quốc lộ số 2 đường Hồ Chí Minh, đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ và các quốc lộ 37, 2B, 2C, 279 tạo thành các trục ngang dọc qua tất cả các huyện thành phố trong tỉnh, thì nhiều cây cầu vượt sông Lô, sông Gâm và sông Phó Đáy cũng đã được đầu tư xây dựng như cầu Bình Ca, cầu Tỉnh Húc. Và tới đây sẽ có tuyến đường tốc độ cao Tuyên Quang Hà Giang kết nối với cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ với tổng chiều dài là 110 km. Đường Na Hang Ba Bể, Bắc Cạn, với sự hình thành của hệ thống giao thông này sẽ mở ra làm thay đổi diện mạo kinh tế xã hội của Tuyên Quang trong những năm tới. Năm 2021 cũng là năm đầu thực hiện đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025. Đây là đề án được ban hành và triển khai sớm nhất để cụ thể hóa mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 xác định phát triển kết cấu giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin là khâu đột phá. Mục tiêu của đề án phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh bê tông hóa được 1.080 đường thôn và đường nội đồng, xây dựng ít nhất 200 cầu trên đường giao thông nông thôn, góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân. Qua nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh về đường giao thông nông thôn thì bà con là rất là hưởng ứng và nhiệt tình. Và trong thôn thì đã làm được đến 90% là đường giao thông nông thôn về bê tông hóa để thuận tiện cho các cái việc giao thương về hàng hóa và thuận lợi cho việc đi lại của bà con nhân dân trong thôn. Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn đã mở ra một hướng mới cho giao thông nông thôn phát triển, góp phần thiết thực, phục vụ đời sống, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ. Chính vì vậy, cấp ủy chính quyền các địa phương đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trong việc tự nguyện hiến đất và giải phóng mặt bằng, ngày công lao động, thiết bị phục vụ thi công, vật tư, vật liệu, tự tổ chức thi công công trình. Với việc hoàn thành 100% kế hoạch bê tông hóa đường giao thông nông thôn của năm 2021, có tổng chiều dài gần 250 km và triển khai thi công xây dựng 38 cầu dân sinh. Có thể nói đây là một thành công trong phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Nó không chỉ là biểu hiện ở việc lãnh đạo từ tỉnh ra các chủ trương, đường lối phát triển đúng đắn, mà còn là sự vào cuộc linh hoạt ở các địa phương, tạo sức lan tỏa đến từng thôn bản, hộ gia đình. Ngay từ đầu năm là chúng tôi đã tổ chức đăng cho các hộ dân đăng ký và cam kết cái việc là tự nguyện hiến đất rồi thì đóng góp ngoài công được làm đường giao thông nông thôn. Tổng số cái diện tích
Tổng số cái đường của chúng tôi đăng ký là 20 km trong năm 2021. Thì trong đó thì có 6,5 km là đường trục xã, còn lại là đường trục thôn, đường trục xóm và đường nội đồng. Thực hiện cái chương trình xây dựng đường bê tông nông thôn cũng như là cầu nông thôn trên địa bàn của tỉnh Tuyên Quang, thì đối với xã Chu Yên chúng tôi thì sau khi là triển khai thực hiện cái nghị quyết thì chúng tôi là đã thực hiện triển khai đến toàn thể nhân dân trên địa bàn cũng như là cán bộ đảng viên, và tổ chức thi công sau một năm thì chúng tôi là đã thi công được hơn 6 km đường bê tông nông thôn đấy, và xây dựng một cầu trên địa bàn đấy. Thì sau một năm thì chúng tôi khẳng định rằng đây là cái nghị quyết đã đúng và trúng đối với chủ trương chính sách của đảng cũng như là trúng ý của lòng dân đấy, mà trực tiếp phục vụ cho cái để làm sao mà nâng cao được đời sống của nhân dân. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Đó là phương châm hành động của các cấp ủy chính quyền địa phương khi triển khai thực hiện. Mặc dù đời sống của bà con nhân dân còn nhiều khó khăn, việc huy động đóng góp không phải là chuyện dễ, nhưng nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, chủ trương làm đường giao thông nông thôn là chủ trương lớn nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, nên nhiều hộ dân dù còn khó khăn vất vả, nhưng khi chủ trương đến, họ sẵn sàng góp tiền, thậm chí hiến đất để làm đường mà không đòi hỏi tiền đền bù. Nhờ vậy, việc huy động mọi nguồn lực đóng góp trong nhân dân đã trở nên thuận lợi hơn khi người dân đã đồng lòng. Thực ra tuyến đường này là tuyến đường giao thông của nửa thôn đi qua lại. Cái mùa mưa là hầu như là đi lại rất là khó khăn. Rồi là cái hàng hóa sản xuất ra ở trong này chủ yếu là sản xuất về cái bà con chủ yếu là sản xuất về nông lâm nghiệp, cho nên là cái hàng hóa tiêu thụ thì nó cũng cái ảnh hưởng một phần trong cái giao thông đi lại nó khó khăn, nên là giá cả nó cũng không được như các nơi khác. Thì sau khi được chủ trương đầu tư thì nhân dân rất phấn khởi. Cái một số bà con trong cái khu vực địa bàn xây dựng cầu đã hy sinh hiến đất rồi hiến cây này. Ở trong này có 3 hộ, trong đó có hộ nhiều nhất là chỗ hộ bà ông Dương Minh Hà là hiến là gần 1.000 mét vuông đất, rồi cái hộ thứ hai thì hơn 100 mét vuông đất. Với những gì đã làm được trong năm Tân Sửu, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào vì sự phát triển của hệ thống giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thật sự là bước đột phá, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của Tuyên Quang. Khi hệ thống giao thông được hoàn thiện, từ cao tốc đến đường thôn bản sẽ mở ra cơ hội lớn để nông thôn kết nối với thành thị, miền ngược kết nối với miền xuôi, tạo động lực cho phát triển bền vững và công bằng xã hội, thực hiện tốt các mục tiêu được nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương Tuyên Quang, thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến ngày càng giàu mạnh, văn minh.